Hưng nghĩ là mình không có đủ cái tầm để mà nhận xét được chị Mỹ Tâm là người như thế nào trong mắt mình đâu. Bây giờ mình sáng tác ra một cái bài mà mình còn không biết là cái bài này của mình ra để phục vụ cho mục đích gì ấy, thì là mình ngu thôi. Anh là người lạ trong mơ, dìu bước em đi vào một thế giới ngọt ngào, viên kẹo được làm từ ngôi sao. Thì nếu mọi người không thích thì mọi người có thể next qua bài đấy cũng được. Còn nếu mà nó vẫn hit thì Hưng thấy cũng có nhiều chương trình vẫn dùng bài Như Lời Đồn để đi thi đấy. Nếu mà để nói là bài gì cũng phải mang một cái tính thuyết giáo và có ý nghĩa sâu sắc ấy, thì âm nhạc thực sự quá buồn tẻ đi. Bởi vì đôi khi có những cái bài hát chỉ mang mục đích giải trí thôi. Và nếu mọi người không muốn giải trí thì mọi người hãy tìm những gì sâu sắc để nghe. Bây giờ mình sáng tác ra một cái bài mà mình còn không biết là cái bài này của mình ra để phục vụ cho mục đích gì ấy, thì là mình ngu thôi. Đối với bản thân mình biết nó không phải vô tri, mình chỉ cần xác định đấy là giải trí được rồi. Được rồi, mà chắc là đến mãi sau đó. Tại vì thực ra đấy là ba tiêu chí mà Hưng cảm thấy nó rất đúng với ngành công nghiệp âm nhạc hiện tại. Nếu bạn có tâm bạn mới làm được nghề. Và có tâm mà không có tài, đấy, có tâm phải có tài nữa, đúng không? Nhưng có tâm có tài chưa đủ, bạn phải có tiền. Nhưng mà tiền đó là một thứ khá là đi sau. Bởi vì là nếu mà bạn có tâm và có tài, Hưng nghĩ chắc chắn sẽ có tiền. Hưng thừa nhận là Hưng có lo sợ cái việc đấy. Chính vì thế, nếu mà mọi người để ý là mấy năm rồi là không có bài nào với chị Tâm đấy. Tại vì Hưng đang muốn tìm cái màu sắc gì khác. Và Hưng cũng không muốn là kiểu mình lặp lại những công thức cũ ấy. Mặc dù Hưng biết là nếu bây giờ mình làm theo cái công thức cũ thì chắc chắn là nó vẫn còn duy trì được và người ta vẫn yêu thích. Nhưng đấy không phải cái Hưng muốn. Cái Hưng muốn là một cái chặng đường dài để nó mở ra một cái tương lai mới hơn và một cái tương lai hứa hẹn hơn. Hưng nghĩ là mình không có đủ cái tầm để mà nhận xét được chị Mỹ Tâm là người như nào trong mắt mình được. Nhưng mà chỉ muốn nói một cái từ thôi, là chị Tâm cực kỳ chuyên nghiệp. Và cái thứ hai nữa, chị Tâm là một người rất tốt. Thực ra Hưng không nghĩ đây là một cái sự bẻ hướng hoàn toàn sang ca hát, mà chỉ là một cái vai trò để có thể song song với lại công việc của mình thôi. Bởi vì có thể là mọi người thấy lạ, nhưng mà trên thế giới thì cái việc này nó cũng quá nhiều rồi. Thì đối với Hưng mà nói, Hưng cũng không có nhiều áp lực gì cả. Bởi vì khi mà mình xác định đây không phải là một cái để mình làm ra để đua thành tích, hay là để mình phải quá kỳ vọng vào cái việc là sẽ là hit hay như thế nào đó, mà mình làm cái này ra để góp một cái phần chủ yếu là khiến cho khán giả cảm thấy đây là một cái màu sắc hoàn toàn mới từ Khắc Hưng, và mong rằng mọi người cũng có thể thấy nó khác với lại thị trường hiện tại so với lại những người nghệ sĩ khác. Khắc cũng cảm thấy khó hơn. Và Khắc Hưng thấy thích khó đấy, bởi vì Hưng là một người để nói thật ra danh xưng phù thủy tạo hit ấy, không phải là do mình nghĩ ra đúng không, mà do khán giả đặt. Và mình rất là vui khi khán giả họ đặt cho mình một cái danh xưng như vậy, nhưng không có nghĩa đấy là định nghĩa về tính cách hay con người của Hưng. Chỉ đơn giản là bây giờ Hưng đang muốn làm những cái mà Hưng cảm thấy Hưng thích, Hưng vui khi làm điều đó. Hưng chưa nghĩ tới, nhưng mà cũng muốn đấy, mà mình chưa biết kết hợp với ai thôi. Mà chị Tâm ấy, không bao giờ hát với mình đâu. Thật. Tại vì đâu đủ tâm. Mình tự nhiên mình, chị Tâm ơi, chị xong ca ghé một bài được không? Yêu ơi, nói ra không biết ngượng á. Bớt Khắc Hưng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.